Thì ví dụ như đây là phần A, phần người dùng, giao diện người dùng này, đây là cái phần admin nhé. Admin thì phải login mới vào được nhé. Đấy, khi login mới vào được. Đấy. Thì trong admin thì mình sẽ có những cái phần gì? Đây là những quản lý từ khóa này, danh mục này, quản lý hạng sản phẩm này, cái tag của bài viết này, menu bài viết này, bài viết, thành viên, đơn hàng và cái slide. Đấy. Thì ở đây tất cả cái này đều có thêm chuột xóa nhé. Còn khi mà ở đây nó sẽ có một phần thống kê thì nó sẽ thống kê sản phẩm này. Đây là những cái sâu, những cái phần mới nhất cái dữ liệu hiện tại anh đang dùng dữ liệu cũ nên là nó sẽ dữ liệu anh nhập nhập cũ ấy, nên là nó sẽ hơi lông côm. Thì khi mà em lấy về thì em sẽ nhập lại dữ liệu cho đẹp nhé, hoặc là em có thể dùng luôn dữ liệu này được, tùy em thôi. Đấy, thì ở đây thông tin sản phẩm này, ở đây nó sẽ có là gì, khi vào chi tiết thì nó sẽ có thông tin sản phẩm này, đánh giá này, bình luận này, đăng nhập với biệt được bình luận nhé. Đây, danh mục này, danh mục theo theo chuyên mục này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có lọc. Ngoài ra thì ở đây ví dụ như mà mình có thể là thêm giao hàng này. Đấy, thì nó hiện ở đây thì nó sẽ có cập nhật này, thanh toán này. Ở đây thì nó sẽ có nhiều cái nhận hàng và thanh toán này. Đấy. Tiếp theo nữa là người dùng cũng có sẽ có một cái tính năng là đăng nhập. Đấy. Thì đăng nhập ở đây thì mua, khi mua hàng này, người dùng mua hàng ở đây là cái ảnh 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 slide của nó nhé. Cái ảnh này cũng thêm vào trong admin hết thôi. Đây, add tiếp này. Đây, nhìn thứ hai này, đấy nó sẽ hiển thị đây. Ở đây mình có thể tiếp tục mua hàng hoặc là thanh toán. Đây, ví dụ như đây mình có thể cập nhật lại cái số lượng của sản phẩm này. Đấy, cập nhật thành công này. Thanh toán này. Đây thì khi mà đăng nhập rồi thì nó sẽ hiển thị thông tin của người dùng nhá. Đấy, tiếp tục thanh toán này. Thì ở đây thanh toán thì người dùng sẽ có phần quản lý là đơn hàng này. Đấy. Đây đơn hàng vừa mới đây, đơn đây thông tin đơn hàng này. Đây, đây là cái thông tin đơn hàng mình vừa mới tạo này. Đấy, đây mình có thể xem là cái thông tin đơn hàng ở đây mình mua những sản phẩm nào này, hoặc là đánh giá, có thể đánh giá sản phẩm này. Đấy. Tuyệt vời. Đấy. Đây mình có thể cập nhật lại thông tin này. Đây là trang tổng quan của người dùng thì nói chung là nó chỉ có quan tâm hai cái phần này thôi. Đấy, và tiếp theo nữa là ở đây khi mà mình có một cái đơn hàng thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cái doanh số ngày hôm nay ngày mùng 5 này. Đấy. Đấy, ra nó sẽ có cái phần blog này, bài viết này. Đây. Bài viết thì mình có thể nhập ở đây, nó sẽ hiển thị ra đây. Đấy.